Xin giới thiệu tất cả các bác, đây là chiếc lồi Tiger Cup Lách nhé. Đấy, dòng này xoang sần nguyên một lớp, ngoại hình rất là đẹp đấy. Các bác có thể quay rõ thông số kỹ thuật của nó. Đấy, sản xuất năm 2016 này, nồi 1 lít này, mã của nó là JBL G101, cao tần áp suất nhé. Đấy, thật ra bác em vừa mới test nước test xong nhé. Đấy, còn rất là nóng. Đây các bác có thể nhìn này. Xoong của nó này, xoong như mới luôn. Dòng áp suất 2 bi nhé, Tiger Cup Lách dòng áp suất 2 bi này. Áp suất 2 bi nhé. Ngoài từ bên trong ngoài rất là đẹp, giòn giấc còn rất là đẹp nhé. Các bác có thể nhìn rõ đấy. Chiếc này là Tiger Cup Lách đời 2016, cao tần áp suất 2 bi. Con này màn hình LED nhé, màn hình LED nhé. Đấy, em bấm cho các bác xem màn hình LED. Các chế độ đây, gạo trắng này, chế độ cơm cháy này. Nấu nhanh này, đấy, rất nhiều chế độ nấu. Chiếc Tiger này đời 2016, em bán với giá 2,5 triệu nhé. Đấy, mặt vân Kazo nhé, vân Kazo cực kỳ là đẹp. Đấy, các bác có thể nhìn rõ này. Ok, bác nào chốt chiếc này thì liên hệ em qua số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Đấy, Tiger đời 2016, mã JBL G101. Ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bác.